Này, chị không thể vô lý như thế được nhá. Chị xem, có thằng thanh niên trai tráng nào mà đẹp trai lồng lộn sức hơn cả trâu mà một tháng làm ra từng ngày tiền không? À, đúng đấy. Chị thử nói ra một thằng cho bọn em tâm phục khẩu phục. Tâm phục khẩu phục. Tâm phục khẩu phục. Chúng mày muốn nhìn thấy tận mắt đúng không? Ừ. Đấy, bây giờ hai thằng chúng mày mở to mắt ra là thấy thôi. Này, chị đừng có chơi cái kiểu mất dạy nhá. Thằng này không phục. Không phục. Sao tao cay hai thằng mày thế nhở? Chúng mày ứng lên ứng xuống, lại vi phạm cả đống lỗi. Tao nể tình nghĩa, cho mỗi đứa 100 là tốt lắm rồi. Chúng mày mà còn lằng nhằng nữa, tao lại chửi 8 đời tổ tông lên bây giờ lại bảo tao ác. Ờ, ứng thì đúng rồi. Nhưng mà chị không thể nào phạt vô lý như thế được. Đúng ấy, vô lý. Để tao nói cho hai cái thằng mày biết nhá. Lúc thì làm gãy xe rùa, lúc lại cầm xẻng nô đùa cùng nhau. Sàng cát thì hỏng rau mau, đánh đổ phích nước sân sau nhà bà. Hôm qua làm vỡ trứng gà, tổn thương con chó của bà mới mua. Mũ nón thì vứt búa xua, làm bà tốn tóc đi mua suốt ngày. Mà thôi, lỗi vớ vẩn như thế, chị cũng nói ra được, chị nhỏ nhen vừa thôi. Đúng ấy, đồ đạc dùng thì nó phải hỏng chứ. Không hỏng thì cửa hàng người ta bán cho chó à? Ừ. À, tao suốt ngày đi mua, mà chúng mày lại nói thế, thì khác nào chúng mày bảo tao là chó. Chúng mày có tin là tao lấy lại 100.000 tình thương kia không, hả? Ừ. Trứng của chị nó là trứng vàng, mà vỡ có nằm quả bắt đền 100.000. Này, mày phát ngôn thì phải cho nó chính xác. Phát ngôn nhầm là rất dễ vỡ bồm đấy. Em nhầm cái gì? Là trứng gà của tao, hiểu chưa? À, xời. Thế dễ thường thì chị tưởng chị còn trứng ấy mà người ta hiểu lầm. À, tiên sư cái thằng đầu trâu mặt chó này, tao còn chưa đến 40 đâu đấy. Mà thế còn vụ con chó, em vẫn đang cay lỏ đấy. Em đi qua em đã nhớ một cái, mà chị phạt 500, chị định giết người bằng chó à? À, thế mày có biết con chó đấy tao mua bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? 5 triệu đấy. Nhưng mà nó đã chết đâu? Nó chưa chết, nhưng mày đá nó như thế, nó bị tổn thương tâm lý nên bị táo bón rồi. Mà mày có biết rằng là thuốc trị táo bón của chó với gà dọi bây giờ còn đắt hơn cả thuốc của người hay không hả? Thôi được, nể tình chúng mày làm cu li cho tao cũng lâu rồi. Nếu như mà có khó khăn, cần ứng trước để mà chi tiêu thì bảo tao, tao ứng cho. Có ứng không? Ờ, có. Nhưng mà chị tốt vậy thật hả? Ta có lòng tốt rồi, lại còn tốt thật mới trả tốt giả. Mày á, đúng là cái loại mồm chó không mọc được ngà voi. Tao á, thì tao đổi ý bây giờ. Chị làm gì mà nóng thế? Em ứng. Thế còn thằng kia? Em ứng chị ạ. Không ứng có phải chết đói. Được rồi. Tao cho mỗi thằng ứng 1 triệu, tí vào trong kia tao đưa cho nhá. Này, cái con mụ này nó ác mồm nhưng mà được cái nó tốt tính phết. Mày nói chí phải, cái con mụ này không bao giờ triệt đường sống của anh em mình. À, thôi chết rồi. Chuyện gì vậy chị? Còn nguyên một trang lỗi của hai thằng mày tao quên chưa đọc. Thế bây giờ tao đọc xong trừ luôn vào tiền ứng của chúng mày nhá. Này, chị đừng có mà ức hiếp người quá đáng nhá. Thằng này không nhịn nữa đâu. Đúng, thằng này cũng không nhịn nữa đâu. Ác như con tê giác. Thế chúng mày không nhịn nữa đúng không? Thế thì không cần phải ứng nữa. Cút ra chỗ khác mà làm. Tao cũng không cần hai cái thằng vô tích sự như chúng mày. Mày đi làm đi. Đúng là cái con quạ giả độc ác. Tao chủ cho mụ ấy dụng hết trứng thì thôi. Mụ ấy ác như thế, tao nghĩ tao mày lên nghỉ việc, đi tìm việc khác, đỡ mang bực của người. Mày chỉ biết dùng cái mông để nghĩ thôi à? Tao nói không đúng à? Thì ít ra ở đấy vẫn còn có chỗ ăn, chỗ ở, thi thoảng còn có tiền tiêu. Chứ đi làm chỗ khác chắc gì đã được thế. Tao nghe người ta nói, có ông đi làm cả năm, đến cuối năm chủ thầu nó quỵt hết tiền kia kìa. Thân phận mấy thằng phụ hồ như mình, kể ra cũng khổ nhỉ. Thôi được rồi, đi về đi. Đổi đời sau 6:30 cho đỡ khổ lắm anh ơi. Ra xem sao. Em nhìn hai anh có vẻ đang gặp vận đen đấy. Có làm phát đổi đời không? Thôi thôi, cánh này mua vé số suốt, có trúng bao giờ đâu. Nhìn thấy cô em ngon ngon, hay là chúng ta giao lưu tí. Đến đó được rồi. Anh xin lỗi nhé, anh hơi bon mồm. Thế cô em tên gì ấy? Em tên Quỳnh. Anh tên Tài. Thằng này tên Quang. Bọn anh làm phụ hồ, nhìn là biết rồi. Nghề nào cũng khó đoán, cũng mới nghề của anh em mình. Đi đâu người ta cũng nhận ra. Lạ nhỉ.
Tại cái mặt mày ấy, nhìn nó bẩn bỏ bố ra. Lần sau đừng đi cùng tao nữa. Mặt mày thì kém đấy, mày nhìn lại đi. Mặt thì đã đen này, sao lại còn bẩn nữa. Mày không phèn đấy. Thôi, các anh có ghi thì ghi đi, không thì lượn ra chỗ khác. Các anh cãi nhau này á, khác gì đuổi khách của em à? Chẳng phải em bán mỗi vé số hay sao? Ghi cái gì nữa? Em bán á, chỉ để che mắt thôi. Công việc chính của em á, là ghi lô ghi đề này. Các anh có làm con không? Đề á? Vâng, hôm qua có cái ông thợ xây á, chúng bên em á 1 tỷ kìa. Bây giờ về làm tỷ phú rồi nhờ. Hơn 1 tỷ á? Cô em không đùa ấy chứ? Nhìn mặt em vừa sang vừa nghiêm túc, có như hai anh đồng mà biết đùa. Mà cô em, đánh bao nhiêu để được 1 tỷ? 1 ăn 70, các anh cứ thế mà nhân thôi. Cái loại mày có mọc thêm 1.000 cái ngón tay nữa cũng chả tính ra đâu mà. Ngu thì còn tỏ ra nguy hiểm. Này em ơi, các cụ dạy rồi, đánh đề ra đê mà ở, bọn anh chả chơi đâu. Anh cứ làm như anh không đánh mà anh có nhà để ở không bằng. Cô em cứ nói thế. Đất ở quê nhà anh ấy, cứ gọi là thẳng cánh cò bay. Đất ở quê anh á, thì để cho nó ỉa. Anh tính làm cái gì? Ê Quang, hay làm thử con đi. Tính ra cũng dễ giàu lắm đấy. 99 bát cứt có 1 bát cơm thôi. Mày dám thử không? Ghê thế á? Em nhìn anh này có tướng phát tài đấy. Mà cờ bạc chiều tay mới. Anh này không chơi thì anh chơi đi. Em đảm bảo anh trúng đấy. Cô em nói thật à? Tất nhiên. Còn 100 đánh trượt thì mình ăn bằng cái gì nhỉ? Hay là lấy 100 của tao đánh, rồi 100 của mày để lại ăn. Mày nói mày không chơi còn gì? Tao suy nghĩ lại rồi. Có khi phải liều với mày ra mới giàu được mày. Ông anh nghĩ chính xác đấy. Thế anh đánh con gì nào? Tao đang phân vân giữa 49 với 53 mày ạ. Mày bị dở à? Các cụ nói rồi, 49 chưa qua, 53 đã tới. Mày biết cái gì? Bố tao mất 49 tuổi, mẹ tao mất lúc 53 tuổi. Thế thì hay quá. Anh mà đánh á, thì bố mẹ anh á phù hộ cho đấy. Kiểu gì cũng trúng. 49 hay 53 nhỉ? Này, thế bố mày thương mày hơn hay là mẹ mày thương hơn? Tất nhiên là mẹ tao rồi. Em, ghi cho anh con 49. Ok thôi anh. Ê, mày xem mấy giờ rồi? Điện thoại vào đâu? Đang chơi game. 6:30. Mày sao ấy? Xem đề đi. Thì tao quên đấy. Mày giấu cái gì ấy? Đưa lên cho tao. Mày bị ngu à? Tiền của tao, tờ giấy cũng là của tao. Tao biết ngay mày là thằng khốn nạn mà. Mày định đớp một mình đúng không? Không dễ thế đâu. Tiền đánh đề là của tao, nên là tờ giấy này là của tao. Đưa đây. Cái này á, còn lâu. Tao nghĩ ra chuyện đánh đề, hơn nữa đánh theo tuổi của bố tao. Tiền đấy là của tao. Ai già cái thằng này. Mày rượu mời không uống, lại muốn uống rượu thuốc à? Mày đang ép tao phải dùng biện pháp mạnh đúng không? Hổ không gầm mẹ tưởng chó bị viêm họng à? Mày làm vào đây! Tao mệt quá. Mày đưa tờ giấy cho tao. Tao mà mệt chết là mày đi tù đấy nhá. Mày, thì mày tưởng tao không mệt à? Thôi được rồi. Vì mày lấy tiền của tao đánh, và tao cũng đã quyết định thay mày, nên tao 7 phần, còn mày 3. Mày đừng có ngu. Tao là người đánh, tuổi cũng là của bố tao, thì là tao 7, còn mày 3. Thôi được. Thế thì tao 6 mày 4 vậy. Này, lần cuối nhá. Tao 5 mày 5. Mày mà không đồng ý, tao liều mạng với mày luôn ấy. Ê, được rồi. Tao đủ mày rồi. 55 thì 55 nhá. Tao không được. Thế nhỡ mai mày cầm mày trốn đi mày lĩnh thưởng của mình thì sao? Thôi, cứ đưa đây, tao cầm cho chắc. Có cái mặt mày gian hơn tao ấy. Thôi được rồi, bây giờ cũng muộn rồi. Để cái vé số lên đầu giường, mỗi thằng nằm một bên, không ai động vào hết. Được chưa?
Tao kiểm tra xem có chuẩn thang không thôi. Thằng này mắt tháo láo như thế này là đang canh mình ngủ để hành động. Mình mà ngủ giờ này nó thó mất. Không được ngủ, không được ngủ. 3:28 a.m. Không được ngủ, không được ngủ, không được ngủ. Ngủ nó thó mất. Không ngủ. Ôi, sao buồn ngủ thế. Thằng con lợn, không ngờ nó lại gian xảo như này, là mình mất ngủ cả đêm qua. Dậy, dậy. Cái gì đấy? Sáng rồi à? Mày, mày chơi cái kiểu chó gì vậy hả? Ơ, chuyện gì vậy? Thằng chó, mày chơi mất dậy nó vừa thôi. Này, mày đừng nói với tao là mày thức cả đêm qua để canh tao đấy nhá. Thôi, cây cúng ngẩn ngơ đấy làm gì? Đi dậy thay quần áo thì còn đi lĩnh thưởng. Hả? Anh mắt thâm. Thằng chó. Mày cứ lườm tao như thế, coi chừng mắt đã thâm lại còn thanh lác ấy. Chưa thấy thằng nào khốn nạn như mày. Khốn nạn à? Mày mới là cái thằng khốn nạn ấy. Thế sao đêm không ngủ, cứ thức thức để rình để thó trộm hay là thế nào? Chuyện gì? Sao không nhìn thấy con bé bán vé số hôm qua nhỉ? Chắc là mình ra sớm quá nên em mới chưa ra thôi. Ra đây ngồi đợi. Ê, đợi cái gì? Mình sắp muộn làm rồi đấy. Làm cái con khỉ. Tao với mày sắp thành đại gia rồi. Làm phụ hồ làm cái chó ấy. Mày dở à? Chúng có 100.000. Tính ra mỗi thằng chưa được 4 triệu đâu. Mày đúng là cái thằng tầm nhìn hạn hẹp. Tuy là hôm nay nó trúng 100.000 thôi, nhưng mà tối nay, tối mai, rồi ngày kia, vân vân nữa. Mình đánh nhiều lên, nhân lên. Thế nó không là đại gia thì là cái gì? Cái thằng này lưỡi đốm phết. Chuyện à, đúng rồi, khả năng là giờ này mụ Tuyết đang rình mò để xem mình có đến muộn không để còn phạt đấy. Mày có muốn trêu mụ chả đâu. Trêu thế nào? Hai cái thằng củ chuối này, tháng trước đã trừ cho tối tăm mặt mũi vì cái tội đi muộn, thế mà vẫn chưa trừ. Đã thế á, tháng này bà trừ cho chúng mày móc mồm ra. À, hai thằng mày đây rồi. Đi muộn 1 phút, hết chối cay nhá. Chị nó mất công ghi ấy. Ghi 1 tiếng, 2 tiếng là cho nó bõ. Ghi 1 phút làm gì cho nó hèn cái thằng người ra. Nhìn cái gì? Tránh ra cho thằng này còn đi làm. Hai cái thằng này hôm nay nó làm sao ấy nhỉ? Cứ tận hưởng cái cuộc sống này đi. Ôi chụp kìa, bộ Tuyết ra kìa. Kiểu gì cũng nhảy dựng lên cho mày xem. Hai cái thằng mày đã đi làm muộn rồi, không đứng lên mà làm việc đi, lại còn ngồi nhởn nhơ ra đấy à? Tao đuổi việc chúng mày bây giờ. Bọn này đếch làm nữa đấy. Bà Thím muốn đuổi thì đuổi luôn đi. Hộ mày. Đúng đấy, bà Thím đuổi đi. Ui, tôi đầy tiền, đếch cái làm phụ hổ nữa đấy. Quay lại, tao đang nằm mơ hay là sự thật đấy nhở? Bà Thím có muốn biết là tỉnh hay mơ không? Để thằng này tát cho phát là biết ngay. Ồ, cái thằng mất dạy này. Hôm nay mày ăn gan hùm à? Thằng này không chỉ ăn gan hùm đâu. Tới đây thằng này còn ăn vi cá mập này, trứng cá sấu này, thì gan voi này. Còn ăn nhiều lắm. Ai bảo thằng này nhiều tiền để làm cái gì? À, ghê đấy. Thế có muốn ăn 3.900.000 không? Tao cho ăn luôn. À, thì tất nhiên là... Này, cái con mụ kia. Mụ định chơi khăm thằng này đấy à? Đang ngu rồi còn tỏ ra nguy hiểm. Này, thằng này không ngu nhá. Thằng này bây giờ là đại gia rồi. Thằng này có cả núi tiền. Tôi tuyên bố với bà, tôi chính thức nghỉ việc từ ngày hôm nay. Nhá, bà cứ liệu. Thằng này cũng thế, nghỉ việc. Ôi thôi chết, nhìn vẻ mặt của bọn này trông không giống chúng nó đang đùa. Chúng nó mà nghỉ thật thì mình kiếm đâu ra người phụ hồ bây giờ? Nghỉ vậy. Ơ kìa, bình tĩnh đã. Chúng mày định cứ thế mà nghỉ luôn à? Này,
Thằng này không bao giờ biết đùa nhá. Đi về. Ơ cái thằng ôn kia. Mày có biết cái fake này là em gái bà gửi từ bên Nhật về hay không hả? Vậy thì sao? Thì đền chứ sao. 1 triệu. Ôi giời, có 1 triệu mà cũng to mồm. Mai thằng này đền gấp đôi. Ơ, mày nói thật hay là nói đểu đấy? Đại gia như tôi mà lại phải đi nói đểu cái ngữ cóc ghẻ như mụ à? À, cái thằng mất dạy này, thằng ba con sâu này, mày bảo ai là cóc ghẻ đấy hả? Thế nhưng mà này, mày kiếm đâu ra nhiều tiền thế? Thì... Ê, đừng có nói rằng mất lọc ấy, hôm qua cái quỳnh chả ló rồi gì. À, ừ nhờ, tí tao quên đấy. Sao thế? Chúng mày ăn trộm hay ăn cắp? Chỉ tao với. Không phải việc của mụ. Tạm biệt. Ô, thế cứ thế là mình mất hai thằng phụ hồ à? Sao giờ này vẫn không thấy con Quỳnh đâu nhở? Tao làm sao mà biết được? Có khi... Này, mày đừng có mà nói linh tinh nhá. Cái bọn lô đề này á, là bây giờ nó uy tín lắm. Hơ vẩn. Ôi, ôi mày nhìn nhỉ. Sao cái con quạ già này đi đâu cũng gặp nó là thế nào nhỉ? Ô, hai cái thằng này, tao tưởng chúng mày đi làm đại gia rồi. Sao giờ vẫn lang thang ở đây làm cái gì? Không phải việc của bà. Mà bà chị đi đâu ấy? Không ở nhà ép công thợ à? Tao đi tìm cái thằng chồng của tao. Hôm qua nó lấy trộm tiền, tắt tay đi ghi lô đề. Giờ cái đứa ghi lô đề nó trốn mất rồi. Lão sợ không dám về nữa. Này bà chị, thế chồng bà chị ghi của đứa nào đấy? Thì của con Danh Quỳnh ngồi tại đây này. Ta đã bảo với lão đấy rồi. Nhìn mặt nó không có tí uy tín nào. Thế mà vẫn tắt tay với nó. Bực thực sự. À, nhìn cái thái độ của hai thằng ngu chúng mày bà biết rồi nhá. Có phải là chúng mày cũng ghi đề ở chỗ con Quỳnh này đúng không? Vâng. Chị Tuyết xinh đẹp tốt bụng ơi. Chị cho bọn em quay về công trường làm với chị nhé. Làm phụ hồ không thì làm ô xin hoặc quét rác cũng được, miễn có việc chị ạ. Chả dám. Tiểu gia như tao làm gì đủ tiền mà thuê đại gia như chúng mày. Đại gia gì đâu, bọn em bây giờ trắng tay rồi. Chị mà không giúp bọn em chết đói mất. Đấy là việc của chúng mày, liên quan gì đến tao? Chị... Này này này, chúng mày làm cái gì đấy? Tao là người có chồng có con rồi đấy nhá. Chị giúp bọn em đi, một lần này thôi. Vâng, không có lần sau đâu ạ. Nhưng mà bây giờ công việc khó khăn, thằng chồng tao lại vừa thua lô đề xong. Tao cũng không có nhiều tiền trả cho chúng mày đâu. Bọn em không cần công cao đâu, cứ miễn có việc làm là tốt rồi chị ạ. Thôi được rồi, mai đi làm. Yeah. Thế nhưng mà tiền cái phích, tiền nghỉ làm không lý do, tiền xúc phạm bà chủ, tao vẫn trừ dần đấy nhá. Chị cứ trừ thoải mái. Cái con Quỳnh, nhìn nó như thế, ai nghĩ nó lại cầm hết tiền trúng đề của anh em mình trốn đi. Nó ác quá mà, tao mất hết niềm tin vào cuộc sống rồi. Đúng đấy, thiên hạ không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Nhìn bà Tuyết ác mồm ác miệng như thế, nhưng hóa ra lại là người tốt. Ừ, cũng may là bà giàu lòng vị tha, nên là nhận lại anh em mình. Chứ không tao với mày đi bốc cám rồi. Này, đến giờ ăn cơm rồi, của chúng mày đây, ăn đi. Cảm ơn bà chủ tốt bụng nhé. Chị Tuyết xinh đẹp, đúng là Phật sống của bọn em. Ăn đi, rồi chăm chỉ làm việc. Chúng mày á, chưa biết bao giờ mới hết âm đâu. Chị cứ yên tâm, bọn em chăm chỉ làm việc mà. Cùng lắm là vài tháng chứ mấy. Ô kìa, chị, cơm như này thì làm sao mà ăn? Không ăn được đúng không? Thế thì vào trong kia nhịn đói với chồng tao kìa, cho chừa cái tội lô đề. Ăn gì mà làm chứ còn nhìn cái gì nữa. Ngồi đấy ạ. À?